Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý bà con, quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả năng ô tô Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Khả năng xin trân trọng gửi tới tất cả mọi người một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, thành công, gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống và luôn luôn kiếm thật nhiều tiền. Tết đến nơi rồi, trăm bốn mấy ngày nữa là Tết rồi các bác nhé. Anh em nào mà chưa có xe đi lại có thể liên hệ trực tiếp em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Hôm qua thì em lên sóng khá là nhiều những mẫu xe i10 rồi Kia Morning, hatchback rồi khoảng vài chục con đấy, 5-6-7 chục con rồi. Hôm nay em sẽ lên sóng báo giá cho bà con xương xương những cái mẫu sedan hai đầu nhà em đang có mặt tại bãi đây để phục vụ cho bà con các bác tiện theo dõi. Thì anh em nào làm ơn đăng ký kênh, ấn like, ấn chuông thông báo để mỗi chiếc xe nào về thì em có thể lên sóng báo giá sớm nhất cho bà con để bà con tiện theo dõi nhé. Thì em sẽ đi báo giá review qua thôi chứ không thể kỹ được, thì vì rất là nhiều xe. Bác nào muốn đến xem trực tiếp ở cửa hàng thì nên em Đăng trước khi đi, em sẽ gửi vị trí cho bà con đến xem xe. Hôm nay thì em sẽ lên sóng báo giá cho bà con từ sedan hai đầu chỉ hơn 100 triệu là có rồi. Đây, đầu tiên là rẻ nhất đi nhỉ. Con Genta đời 2008 có 101 đâu đó không biết, anh em đi công vụ rồi. Đây, con xe này thì Mazda 323 đời 2001. Em khả năng đang chào bán mức giá là 101. Anh em nào mà muốn rẻ, alo ngay cho em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Giá nào cũng bán nhé, thiện chí là có lãi là bán các bác. Đấy, Mazda 323 thì động cơ nó chỉ 1.6 thôi, nên là nó tiết kiệm nhiên liệu, nó giống như Vios ngày xưa đấy, Vios G ngày xưa đấy, mà con này thì nó lại đẹp hơn Vios. Mà nó sơn màu bạc biển Thanh Hóa. Nói chung là xe tầm 100 thì anh em chỉ được như này thôi này. Đấy, được là nó nội thất đẹp, sạch sẽ này. Ngày xưa dòng xe này toàn ở trong cơ quan xí nghiệp của nhà nước thôi thì mới có cái dòng xe này. Thì bên ngoài mua rất là ít vì nó đắt tiền ấy, nó cũng là hàng đắt tiền chứ không phải hàng rẻ tiền đâu. Nên độ bền rất là cao và xe thương hiệu của Nhật nhé, sản xuất tại Việt Nam. Đời 2001 phiên bản standard, bản trung bình. Đấy, 2001. Đây anh em nhìn thấy Vios nhà em rất là nhiều các bác ạ, Vios nhiều kinh khủng luôn. Đây, Vios này. Vios này. Vios này. Đấy, dưới kia thì một số con Vios nữa kìa. Đấy. Thì em sẽ lên sóng báo giá dần dần cho bà con các anh chị nào. Hãy ấn like cho và bật chuông thông báo nhé. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Anh em nào rảnh thì share hộ cái. Hôm nay thì có con Vios đời 2015 đây, hơn 300. Mang nước sơn màu vàng cát đời 2015 các bác nhé. Vàng cát này, hồ sơ cầm tay, các bác là rút hồ sơ trong vòng nốt nhạc thôi. Tiếp theo là quên giới thiệu bản đủ nhé. Chiếc này bản đủ đời 2015 mang nước sơn màu vàng cát, bán là 328 triệu. Mang nước sơn màu vàng cát, động cơ 1.5, túi khí phanh ABS đầy đủ, bốn bánh na đăng đúc, có phanh đĩa đầy đủ luôn, gương kính chỉnh điện cụt xòe gương. Con xe này là phiên bản E số sàn và giá là 320 là bán các bạn. Đấy, mẹc đây, nhiều anh em rất thích mẹc đúng không ạ. Đây là con mẹc C180 đời 2003. Chiếc này thì em đang bán mức giá là 168 triệu cho anh em nào mà đi cà phê này, các bác nào mà trung trung tuổi đi mẹc sướng lắm các bác nhé. Đi mẹc sướng lắm nhé, nó bền đấy. Trông thì có vẻ đồ đắt đấy nhưng mà rất là bền, mẹc rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ có 1.8 thôi, 1.8 số tự động, mà dòng mẹc này nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 8 lít đến 9 lít trên 100 km. Nó là số tự động mà, cũ rồi mà nó chỉ 8-9 lít thôi. Rất tiết kiệm rồi, như thế vậy là quá tiết kiệm cho một chiếc xe mẹc rồi. Còn rất nhiều những mẫu xe giá rẻ nhé, anh em cố gắng xem hết video này. Anh em nào mà mới xem làm ơn ủng hộ bằng cách ấn like nhé. Xin mọi người một like được không ạ? Anh em ấn like nhiều thì cái video nó tương tác tốt hơn. Thì khả năng trân trọng, rất trân trọng và biết ơn cái tình cảm mà bà con luôn dành cho khả năng trong thời gian vừa qua. Và rất mong quý khán giả xem video ủng hộ thường xuyên. Anh em không mua cũng được, xem ủng hộ thường xuyên giúp khả năng nhé. Gate này thì hôm qua đã báo giá rồi, gate 209 này, 145 triệu là bán nhé các bác nhé. Đấy, con xe này vào mua 125, bây giờ làm lên 130 mấy rồi đấy, 135 rồi đấy. Đây, Kia K3 số tự động đời 2015 đăng ký lần đầu, lăn bánh 2016 nhé các bác nhé. Chiếc này thì em khả năng đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 448 triệu. Có giảm mạnh cho bà con các bác anh chị nào. Anh em Hải Phòng thì vẫn làm được trả góp, vì con xe giá trị lớn, người Hải Phòng thì em vẫn làm được. Còn anh em tỉnh xa thì khó làm lắm, khó làm. Nội thất này các bác nhìn này. Đấy, K3 số tự động đời 2015, lăn bánh lần đầu 2016, tư nhân một chủ từ mới nhé. Phiên bản này thì chắc chắn là không có taxi dịch vụ đâu, nên các bác mua về rất an tâm. Nhìn số tự động mà. Dòng K3 này động cơ 1.6 thì nó sẽ ăn khoảng tầm khuôn 8 lít đến 9 lít xăng trên 100 km các bạn. Rất là tiết kiệm. Tiết kiệm đấy, nên là quá tiết kiệm rồi. Hyundai Accent đây,
Anh em hỏi Vina Sen thì một chủ từ mới biển Nghệ An tên tư nhân, em đã làm video riêng chiếc này rồi. Đấy, chiếc này em đang chào bán mức giá là 298 triệu đời 2012. Nhập khẩu từ Hàn Quốc, động cơ chỉ 1.4 thôi, số sàn. Dòng này mà nếu mà Vios phong cũ thì không thể ăn được nó được. Vios phong cũ thì anh em chỉ mua khoảng tầm 234 thôi. Nhưng mà Vios con Accent này nó nhập khẩu mà form dáng nó rất là đẹp, nó đột phá hơn so với dòng Vios ngày xưa. Đấy, Accent này em chào bán mức giá 298 triệu để bán nhé các bác nhé. Đấy, giá trên đã bao gồm rút hồ sơ và hỗ trợ cho bà con một số tiền đi lại để bà con đến xem xe, có bớt có giảm cho bà con, lộc lá cho bà con. Đấy. À, tiếp theo là một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Việt Nam đời 2003. À, trước đây 2005 chứ, 2005, biển Thanh Hóa. À, xin các bác nào mà tầm khoảng 130 anh em mua ngay chiếc 4Laser này, em xin tư vấn cho mọi người như vậy. Vì cái dòng 4Laser này nó rất là bền. Đây, bản đủ nó có cả năng đúc luôn nhé, năng đúc này, có cả túi khí và phanh ABS luôn. Đấy. Động cơ dòng này nó là 1.6, có con thì 1.8. Đây, thì xăng nó tầm khoảng khuôn vào 7 lít trên 100 km các bác nhé, 7 lít rưỡi. Để cho anh em biết tự cân đối này, nội thất rất là đẹp. Dòng này mà đi thì bền hơn rất là nhiều so với dòng Vios đời sâu nhé. Vios đời sâu nó thường qua dịch vụ các bạn, đời 2003, 2004, 2005, 2007 đấy. Thì nó thường qua dịch vụ. Thì cái con này nó không qua dịch vụ đâu, nó là hàng tư nhân chính chủ luôn. Không dịch vụ, không taxi đâu. Nên là ngày xưa là chủ yếu trong những công ty xí nghiệp hoặc là cơ quan nhà nước thôi. Nên là dòng này đi bền lắm. Anh em nào, các chú các bác nào mà đã đi dòng này rồi thì đã biết dòng này rồi, rất là bền. Và giá thì em đang niêm yết tại cửa hàng là 139 triệu, tất nhiên còn bớt nhé. Đăng kiểm tháng 12 năm 2022. Đấy. Tiếp theo thì khả năng xin giới thiệu cho bà con mẫu Vios đời 2015. Mẫu này thì nhà em mua hơi nhỉnh, hơi giá một chút thì đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 342 triệu đồng nhé. Mang nước sơn màu đen, full phụ kiện rồi. Có dán nẹp đằng trước nhìn trông rất là thể thao này. Cùng với ốp đèn trước, ốp đèn sau, na lăng đúc thể thao. Xi nhan gương, mà về mưa tay nắm cửa hõm cửa. Hôm nay máy số zin luôn, keo chỉ zin. Có màn hình cam nùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi các bác nhé. Màn hình Android, cam nùi, cam hành trình, không thiếu gì luôn. Keo chỉ zin là nội thất rất là đẹp, sạch sẽ. Dòng Vios này thì anh em mua về chạy dịch vụ rất là ok. Vì độ bền của nó và cái tính tiết kiệm nhiên liệu của nó rất là tốt nhé. Đấy, em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 340, có giảm cho bà con. Anh em nào muốn xem xe thì đến trực tiếp nhé. Nhà em có khoảng chục chiếc xe như này để cho bà con lựa chọn. Đấy, tiếp theo là một mẫu Lacetti CDX độ form con ngựa Lamborghini kìa. Đấy. Lacetti CDX đời 2009 đăng ký lăn bánh lần đầu 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ 1.6 số tự động cửa lóc, túi khí, phanh ABS. Chiếc xe này thì anh em đã độ 100 triệu tiền đồ các bác nhé, độ 100 triệu tiền đồ luôn. Đèn bi 4 quả đèn bi này, xong rồi cản mặt ca lăng này 25 triệu. Xong rồi trong đồ chơi nhé, full phụ kiện luôn, có cả cam nhìn trước, cam nhìn sau. Nhiều lắm, loa chét, chút bát các thứ. Full đồ chơi sự kiện. Anh em nào mà dân chơi nhìn phát biết ngay. Áp suất lốp rồi mọi cái để lỗ start top các thứ để nó nguyên bản, nhưng mà rất nhiều cái đồ chơi, ngay cả bộ ghế đồ thảm sàn các thứ cũng rất là đẹp, bọc củ số vô lăng, nội thất đẹp đẽ sạch sẽ mà em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 248 triệu đồng, có bớt nhiều cho bà con các anh chị đang quan tâm. Đấy, phiên bản số tự động mà phân khúc hạng C giá rẻ nhất mà thị trường, mà form dáng đẹp như này rất phù hợp cho anh em nào mà yêu cái thể thao, yêu cái độ xe chế xe, anh em đều về đỡ phải độ nhé, và trông rất là hầm hố luôn, đi đẹp. Biển Thanh Hóa tên tư nhân, có bao rút hồ sơ. Kia Morning này, thứ này quay rồi nhỉ. Kia Morning SI đời 2017 nhé, tư nhân một chủ từ mới, xe không dịch vụ, zin hết. Con này thì em đang chào bán mức giá hơn 260 đấy. Đấy. Tiếp theo là Altis nhé. Altis thì các bác biết rồi, nó có số tự động, số sàn, động cơ nó chỉ 1.8 và 2.0. Con nào có cửa lóc thì 2.0, còn là con nào mà không có cửa lóc thì nó 1.8. 1.8 phiên bản bản số sàn, số tự động đời 2008. Bên em chào bán mức giá là 326 triệu. Giá nào cũng bán các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến chiếc này có thể alo trực tiếp cho em khả năng. Em sẽ bớt giá hợp lý cho bà con các anh chị để mua về đi này. Dòng Altis này thì phân khúc C như này, vì sao mà đời 2009 hay này, đây. Con Cruy kia, đời 2009 2010 nó chỉ 200 mấy thôi. Nhưng con Altis nó lại rất là đắt, nó là 320 cơ. Vì độ bền của nó thì nó thật bà con là đi Altis rồi thì anh em không muốn đi con khác nào phân khúc C nữa. Đấy, thật sự luôn, nếu mà cùng đời, cùng tầm tiền anh em đã đi Altis rồi thì đừng, không bao giờ đi con khác được. Nó rất là bền, đẹp, sạch sẽ và nó là hàng thông dụng phổ biến, tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao, máy số nó nành hơn rất là nhiều so với dòng khác các bạn.
Đấy, anh em có thể cân đối nhé. Xăng là nó chỉ rơi vào khoảng tầm 8 lít thôi, số tự động như 8 lít thôi, đời 2008. Tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze đời 2014. Cruze này thì bản số sàn, động cơ 1.6 nhá. Phân khúc hạng C mà rẻ hơn Vios rất là nhiều tiền. Vios đời 2014 anh em mà bản thiếu thì phải mua tầm giá này rồi, 270 để cho bà con 270 thôi, biển Hải Phòng. À biển Hà Nội, tên tư nhân nhé. Một chủ từ mới, sao? Máy zin. Keo chỉ zin sạch sẽ, đẹp đẽ, mang nước sơn màu vàng cát, đăng kiểm tháng 5 năm 23. Nội thất đẹp này. Nội thất ghế da các thứ này. Vô lăng củ số dòng này nhìn nó nội thất đẹp hơn so với Vios rất là nhiều, nhưng mà độ lành thì nó không bằng dòng Vios đâu, nhưng mà nó lại con nào đẹp thì nó rất là đẹp các bác nhé. Con nào đẹp rất là đẹp, con nào mà vừa vừa thì chạy dịch vụ thì không thể đẹp bằng được. Con không dịch vụ mà đi gia đình thì Vios không ăn được các bác nhé. Vios mà đi dịch vụ thì không bao giờ ăn được nó, thực sự luôn. Nó rất là hợp lý nhá. Đây, i10 này em quay rồi thì đây. Đây là một mẫu xe Vios đời 2010, em chào bán mức giá có hơn 180 thôi, 189 triệu để cho bà con 180 này, anh em nào quan tâm alo sớm nhé. Đời 2010, Vios bản Nimo lân kịch bản E rồi. Mang nước sơn màu trắng, em đã làm video riêng trước này rồi. Là đang đúc đầy đủ nhé, xi nhan gương tích hợp, nội thất đẹp, sơn xi màu trắng sạch sẽ. Biển Quảng Ninh, tên tư nhân, bên em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 189 triệu để cho bà con 180 thôi. Đây anh em nhìn nhé, em không làm nói sai con xe Forte này. Kia Forte đời 2010 số tự động. Đây, nội thất các bác nhìn. Các bác để ý nhé, xe đẹp máy zin, thân bùa zin, keo chỉ zin, ghế da còn zin theo xe như này thì mới là xe đẹp được. Đấy, trần nỉ nguyên bản nhé, cửa lóc, túi khí, phanh ABS này, nội thất này. Không khác gì xe mới luôn. Keo chỉ con này không mất một phân nào luôn. Không mất một phân nào luôn, anh em mà đến xem xe kiểm tra, anh em thợ đến cũng được. Dẫn đến kiểm tra mà sai em đền xe luôn, các bác nhé. Em đang bán mức giá là hơn 320 đấy, nhưng để cho bà con hơn 300 thôi. Anh em nào quan tâm thì alo hơn thu vốn này. Con xe rất là đẹp luôn. Anh em nào mua được xe này đi 10 năm nữa không phải hỏng, bảo hành cho bà con máy móc gần bẹ 1 năm sử dụng nhé các bác nhé. 1 năm sử dụng luôn chứ đừng có nói ít. Bảo hành cho bà con luôn. Đây là gia đình đang đi ăn uống bẩn. Đây, nội thất này. Đấy, keo chỉ zin này. Quá đẹp luôn. Forte này thì nó chỉ có 1.6 thôi. 1.6 mà cửa lóc, túi khí, phanh ABS đầy đủ mà phân khúc hạng C. Đấy, thì anh em tính thử nè. Nếu mà mua anh em mua con Antit thì anh em mua được 2010, 2008. Còn mua Forte này thì anh em mua được con này thì nó không đi đi rất là ít luôn, nên đâm là máy số nó zin hết mà. Máy số keo chỉ zin hết, đăng kiểm tháng 1 năm 23. Đấy, thì để cho bà con 312 triệu thôi, và bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Đây. Tiếp theo là Kia cũng là Forte nhé. Chiếc này thì đời cao hơn, đời 2013. À, số tự động của em chào bán mức giá là 358 triệu đồng. Đời 2013, số tự động. 358 nhé, bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho bà con. Mang nước sơn màu đen, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Là đang đúc, nội thất đẹp, gãy số vô lăng. Tích hợp thể thao luôn. Đây, gãy số vô lăng này. Đấy. Xe này xe gia đình, không khoan đục, không taxi gì cả. Keo chỉ zin, máy zin. Đấy, anh em cân đối chưa? Hay đây. Nó cửa tiền 320 mà Accent thì em nghĩ là anh em nên mua con Forte hơn. Accent này nó chỉ là phân khúc hạng B thôi. Để về form dáng thì Accent có vẻ nhìn đẹp hơn. Đẹp hơn Vios và cái con Avante. Nhưng mà để về chất lượng thì Avante và cái Forte nó ngon hơn. Còn không thể so với Antit được, đúng không? Accent đời 2011 nhập khẩu nhé. Nhập khẩu. Đấy, biển Vĩnh Phúc, tên tư nhân, mang nước sơn màu đen rất là đẹp, nội thất zin hết, dòng này không taxi luôn. Chiếc này thì nó bán 328 triệu. 328 triệu nhé. Đấy, anh em đang đi công vụ đây. Xe đẹp, giá êm. Còn rất là nhiều xe cho bà con đợi tọa. Các bác hãy đăng ký kênh và ủng hộ Khải Đăng Ô Tô bằng cách là xem video nhiều lên một chút và ủng hộ em bằng cách ấn like nhé. Em xin thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đây là em Vios E đời 2015 nhé, phiên bản số sàn. Em đang chào bán tại cửa hàng là 328 triệu, giảm mạnh cho bà con các bác anh chị là quan tâm này. Hai chiếc, có một chiếc nữa, đời 2015, 328 triệu. Đấy, không khoan đục nhé các bác nhé, không khoan tắp nô đâu, không có đồng hồ tính tiền. Đây, xe một chủ từ mới, xe đẹp đấy. Em sẽ cho đi dọn nội thất các thứ, sạch sẽ đi. Nhìn cho nó tươi mát mẻ đi. Đẹp đấy. Các bác về gần như là chỉ việc sẵn chén này. Đổ xăng mà chạy thôi. Dòng Vios này nó bền lắm, này tiết kiệm mà anh em có thể làm dịch vụ được, taxi được các bác nhé.
còn rất là nhiều xe, các bác hãy chú ý theo dõi nhé. Em còn mới đi được nửa 1/4 quãng đường thôi. Các bác nào đăng ký kênh giúp Khải Đăng ô tô nhé, em trân trọng cảm ơn. Vios đời 2013 đây, biển 17, tên quê Thái Bình, đăng ký tên tư nhân chính chủ, xe đẹp, đang đúc 4 bánh, lốp nắp mới, 4 quả lốp mới nhá. Con này thì em đang chào bán mức giá là 228 triệu. Mang nước sơn màu đen. Đăng kiểm tháng 11 năm 22. Đây. Nội thất đẹp sạch sẽ đây. Vios này thì bản đủ hay bản thiếu thì nó đều sử dụng cái máy là 1.5 và giống nhau, nên là máy móc gần như là không gầm, là giống nhau 100%. Bản đủ với bản thiếu nó hơn nhau cái túi khí và phanh ABS thôi các bác nhé, không quan trọng lắm. Anh em cứ giá rẻ hơn vài chục triệu, nếu anh em chưa có tiền thì anh em mua bản thiếu cũng được, nếu anh em có tiền thì anh em mua bản đủ cũng được các bác nhé. Đấy, Hyundai Lancia này thì em bán rồi, em bao đút sang tên cho khách rồi. Đây, Kia Rio là một mẫu xe nhập khẩu mà em nghĩ là rẻ, nó rất là rẻ. Đời 2015 mà giá chỉ lanh quanh 270 thôi thì nó rẻ hơn Vios rất là nhiều các bác nhé. Mà form dáng của nó đẹp hơn Vios nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về, động cơ 1.4 thôi, tiết kiệm nhiên liệu, nó giống như Accent ấy và nó rẻ hơn rất là nhiều so với Accent và Vios. Đây là đời 2015, nếu mà Vios thì anh em chỉ phải mua với mức giá khoảng tầm 31-32. Nhưng mà đây, nhìn nội thất này, các bác nhìn không? Màn hình Android này. Ừ, túi khí, phanh ABS, nội thất quá đẹp luôn. Phiên bản tư nhân chính chủ xe gia đình rồi. Anh em mua về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Mà xăng con này nó chỉ tầm khoảng 5,5-6 lít thôi nha, tiết kiệm lắm. Này, nội thất rất đẹp luôn. Còn xe nhập khẩu cơ mà. Chiếc này thì em chào bán là 279 triệu. Để cho bà con anh quanh 270, bao rút hồ sơ nhé. Có nộp ná cho bà con nữa. Anh em đến xem xe alo cho Khải Đăng. Đấy, tiếp theo thì Mitsubishi Lancer số tự động đời 2003. Em chào bán mức giá là 155 triệu để cho bà con 150 thôi. Anh em ơi, cố gắng alo sớm đi. 148 triệu rồi, để cho bà con 145 triệu thôi anh em. Đây, cứ bớt bừa đi các bạn. Đấy. Giá tiền rất hợp lý mà số tự động nhé. Dòng này là dòng xe của Nhật, Mitsubishi Lancer, động cơ 1.6. 1.6 nhá. À, tiếp theo thì i10 biết rồi nha, em mấy trăm con i10. Một năm em bán 1000 xe nên là xe nào cũng có nhiều nha các bác nhé, tha hồ lựa chọn. Đây. Cứ quay hết đi, cứ quay hết dòng sedan rồi mai em sẽ quay những dòng 7 chỗ rồi. Anh em nào muốn quan tâm những mẫu Kia Morning hay i10 hay Spark này, em đã quay video hôm qua rồi nhé. Các bác lên tường nhà em, vào tường của Khả Năng Ô Tô đấy, xem cái video hôm qua em đã up lên đấy. Rất là nhiều luôn, để tha hồ lựa chọn. Đây. Tiếp theo là một mẫu Vios đời 2020, một chủ tư mới, biển Hải Phòng. Xe này tên công ty của người ta nhưng mà người ta đi rất là ít, bị niêm phong mất mấy tháng rồi. Đi có hơn 3 vạn thôi, xe mới tinh, đời 2020. Lốp còn theo xe nhé, cả dàn nhé các nhé. Lốp theo xe cả dàn luôn mà mới tinh này. Đấy, bên em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 438 triệu. Nói chung là tiền nào của đấy các bác ạ, cứ quan tâm mình đến anh em xem xe. Con này thì có 3 túi khí nhưng nó lại bản đủ thì nó đủ, nên nó có đủ hơn cái đèn gầm cùng với xi nhan gương cùng với cục xòe gương. Có một con màu vàng cát thì nó lại 7 túi khí nhưng nó lại không có. Nó có 2 phiên bản số sàn nhé, 2 phiên bản số sàn như vậy. Một con 3 túi khí, một con 7 túi khí. Con này thì nội thất màu đen, còn con màu đen như này này. Còn con kia thì nội thất màu vàng kem. Màu đen rất là huyền bí nhá. Đây nó phù hợp với màu đen như này. Đấy. Vàng cát thì phù hợp với màu nội thất màu vàng cát. Đây con này nội thất rất là đẹp luôn anh em nhìn này. Nhìn vào xe nhìn ngất người luôn. Nhìn hết. Bao check hãng, cái này bao check hãng nhé các bác nhá. Check hãng thoải mái. Hôm nọ em quay thì có một cái vết sơn nó méo méo ở đây thì em đã cho anh em đi làm rồi. Đấy, còn đâu là zin hết, sơn zin hết, gần như là zin 100% luôn nhé. Động cơ 1.5. Mỗi vết xước thì em đã bảo anh em là phải đi làm ngay. Em quay video vẫn còn ấy, anh em xem video riêng em gửi cho. Còn nào không lỗi nhỏ luôn các bác nhé. Về chỉ việc đổ xăng thôi. Con này đi bao giờ mà hỏng được. Còn lâu các bác nhé. Bảo hành máy 2 năm cho bà con các anh chị là quan tâm này. Đấy. Mazda đây, hiện tại rẻ đây, rẻ bét nhè này. Em đang bán 118 triệu đời 2001, Mazda 626, nhưng mà thôi thì để cho bà con 105 triệu thôi anh em. 105 triệu cái con biển Hà Nội tên tư nhân như này. Nói thật với bà con, có bác anh chị là mua là 192 triệu nhỉ. Xong rồi làm nên bây giờ nó phải lên 100, hơn 100 rồi. Đấy thì anh em nào mua thì em để vốn cho nhé. Đấy, Mazda 626 nhá. Về mà đổi nó về những dòng sedan mà phân khúc giá rẻ tầm 100 triệu thì con này thì anh em đừng có mua Gentra này. Gentra là một, Nexity này hai này. Hoặc mấy con xe mà nó kiểu Trung Quốc các thứ đấy, không bao giờ ăn bằng nó đâu. Anh em mua xe Nhật này mà đi này. Xe Nhật này mới ngon này. Đấy.
ngon hơn cả Corolla Z nhá. Bên lại Vios, Nimo các thứ qua dịch vụ rồi không ăn được nó đâu. Con này không qua dịch vụ mà. Con này đi ngon hơn nhiều. Anh em có thể nghiên cứu. Đấy. Antis đây. 15A40857. Nó mang lớp sơn màu đen này, đẹp sạch sẽ. Đâu đó nó khoảng 209, 208 này. 209, số sàn các bác. Keo chỉ này, sơn xi sạch sẽ đẹp. Dòng này thì có zin, em bao zin cho bà con luôn. Đấy. Giá rất hợp lý cho bà con các bác anh chị luôn. Đời 2011 phiên bản số sàn và bên em chào bán mức giá là 348 triệu các bác nhé. Dòng này rất là đắt vì nó độ bền nó cao lắm, zin hết anh em nhìn thấy, zin hết. 348 triệu thôi. Số sàn đời 2011 nó sẽ đi ngon hơn Vios đời 2015 các bác nhé, đi ngon hơn cả 2016 luôn. Vì nó là dòng xe gia đình 1.8 chứ không phải là 1.6. Không phải 1.4, 1.5 như nó nữa. Cứ cái chấm to là xe đẹp các bác nhé. Nên nhớ đấy. Đây là xe đẹp đây anh em nhìn này. Đây là xe đẹp nhé. Xe này thì khả năng ô tô đang đi công vụ. Đây bằng chứng đây nhé. Em đi công vụ con này nó tiết kiệm xăng. Động cơ chỉ 1.6 thôi. Đấy, cốp điện. Đây, em đi công vụ đây. Các bác nhìn đồ đạc của em này. Đấy, giày dép các thứ này. Đây này hơi nhiều đồ và hơi lộn xộn một chút. Vì là do em đi đá bóng cùng với hôm nay có những cái đồ mà để em thay vào em sửa chữa những cái chiếc xe ở đây. Bên này em để đồ camera màn hình các thứ nhá, nó liên quan đến việc dọn dẹp xe cộ nên là em phải để nhiều đồ. Đấy. Khánh ơi em đánh con xe ra mà đánh con này vào rửa đi, hoặc là để cạnh nó cũng được. Đây là cái cạnh đây này. Đánh vào rửa cho nó sạch sẽ. Avante này thì là số tự động, động cơ 1.6 nha các bác nhé. Cửa lóc đầy đủ, túi khí phanh ABS. Biển Hà Nội, xe đẹp, xin hết, bao trách hãng. Sai đèn xe luôn các bác nhé, sai đèn luôn, tặng xe luôn. Máy số keo chỉ zin 100% luôn. Con này xuất sắc luôn. Giá thì không bớt được nhiều, 358 triệu, liên hệ Khả Đăng thì sẽ bớt. Còn lại anh em khác thì không dám bớt nha các bác. Mì xe này xe của lãnh đạo đi nên đâm là anh em không dám bớt đâu. Được giá thì bán, không thì để em đi các bác nhé, không quan trọng, nhưng mà xe xuất sắc luôn. Đó. Con Kia Coupe này này, biển Hải Phòng, tên tư nhân các bác ơi. Trước là em bán cách đây ở lửa năm rồi, anh em này trải nghiệm xong rồi thì bán lại. Giờ giá rất là rẻ, hợp lý rồi. Kia Coupe giờ đời 2009 mức giá là gần 300. Trước em bán 304 đấy, 302. Đời 2009 này, giá tiền hợp lý. Đây, dòng xe hai cửa cho anh em nào quan tâm. Hai cửa nhé. Là nội thất rất là đẹp luôn. Số tự động, zích zắc, máy eco. Kia Forte Coupe. Hai cửa thể thao nhưng mà vẫn 4 ghế 5 ghế ngồi nhá. Giá tiền hợp lý cho bà con các bác anh chị là lựa chọn. Làm xe gia đình. Đấy, mức giá là 298 triệu. Đó. Rồi, tạm thời chuyển qua cái hàng trên này đi. Còn rất là nhiều xe. Các bác làm ơn đăng ký kênh giúp Khả Năng ô tô bằng cách là ấn vào chữ đăng ký màu đỏ ở góc màn hình đấy, cùng với bật chuông thông báo lên, chế độ tất cả lên. Để mỗi chiếc xe nào về đều có thể lên sóng báo giá cho bà con sớm nhất có thể luôn. Cầm bộ cái máy tí khách gọi. Đây. Vios form mới mới về đây các bác. Hôm qua em làm video riêng rồi. Đây là một chiếc xe Vios đời 2019 tư nhân một chủ thừ mới. Biển Quảng Ninh tên tư nhân. Màu bằng cát. Máy số zin. Đấy, mang lớp sơn màu bằng cát, sơn vẫn là màu zin theo xe từ đầu, có tỉa tót đánh bóng thôi. Còn tư nhân một chủ sử dụng và xe rất là đẹp, em bán mức giá là 398 triệu. Rất hợp lý đấy các bác nhé, rất hợp lý luôn. Đấy, vừa rồi em nói là phiên bản nội thất màu kem thì đây là phiên bản nội thất màu kem thì nó được trang bị những 7 cái túi khí cơ. Đấy, 7 cái túi khí thì nó có không có gương cụp xòe nhưng mà đã độ lên rồi. Chiếc này đã độ lên cụp xòe gương đầy đủ hết nhé. Đây là phím bấm độ gương này, đấy. Nó không có xi nhan gương thôi. Anh em muốn độ xi nhan gương nên chỉ hết khoảng tầm 500 nghìn thôi các bác nhé. 500 nghìn là có xi nhan gương ngay. Cái đấy không quan trọng, quan trọng là nó đã có 7 túi khí các bạn. Đấy. Và có zin, độ zin của nó, máy zin từ mặt dàn cò zin đi. Em làm video riêng chiếc này rồi nhé. Hôm qua em mới đăng luôn. Hôm qua em mới đăng lên với mức giá là 398 triệu có bớt cho bà con. Đấy. i10 sedan hai đầu đây nhé. i10 sedan hai đầu đời 2015, em chào bán tại cửa hàng 2016. À, con này 20 năm đấy nhỉ, 20 năm biển 12. Mang nước sơn màu trắng, em chào bán mức giá là hơn 230. Để cho bà con 230 thôi. Đấy, sedan thì nó hơn cái là động
một động cơ 1.2. 1.2 thì nó cũng khỏe, tương đối khỏe cho anh em làm dịch vụ cũng được, taxi cũng được. Xe gia đình cũng rất là ok nhé, cửa tiền này. Tầm 230. Đấy. Tiếp theo này. Đây. Tiếp tục là chiếc Altis đời 2008. À, chiếc này thì nó là phiên bản số sàn, bên em chào bán mức giá là 288 triệu đời 2008 nhé. Altis cũng không nói thêm nữa nhỉ. Mà có khi đi nước nước nhanh nhanh một chút thôi, rất là nhiều xe các bác nhìn này. Xe nhà em còn hàng trăm cái nữa. Anh em nào muốn xem xe nhiều thì muốn đăng ký kênh thì anh em có thể ấn vào nút góc đăng ký kênh màn hình đấy. Đó, còn rất là nhiều xe để phục vụ bà con các anh chị luôn. Đây. Tiếp theo là một chiếc Kia Forte biển 20A. Chiếc này đời 2010 đăng ký lần đầu 2011. Và chiếc này em chào bán giá là 338 triệu đồng nhé. Có bớt cho bà con vì con này thì phải là 2010 nhưng nó lên gãy số vô lăng rồi. Nên gãy số thể thao rồi cùng với củ số khác rồi. Đấy, đây, anh em nhìn này. Đẹp lắm, màu đen, viền bí, cửa lóc đầy đủ, túi khí phanh ABS, động cơ 1.6 nhé. Đây, Cruise đời 2011 đây. Cruise 2011 em chào bán mức giá cho bà con các bác anh chị là 235 triệu đời 2011. Biển 73 Quảng Bình, Quảng Trị. Các bác nào mà Quảng Bình, Quảng Trị có thể vào đây mua luôn này, đỡ phải đổi biển này. Đấy, nội thất đẹp chưa? Bọc da hết này. Đấy, khá là bắt mắt. Dòng Cruise này thì nó lại được cái form dáng rất là đẹp và giá nó rất là êm. Giá rẻ nhá, giá rẻ với mức giá mà chúng ta mua Vios rất là nhiều đời 2011 với mức giá 230. Còn bớt nhá, còn bớt luôn. Đấy, 1.6. Đây, số tự động thì có Vios G đời 2019, Vios G số tự động. Giá thì gần 500. Hơn 459 là bán nhá. Đời 2019 biển 98. Bắc Giang, tư nhân một chủ từ mới sử dụng. Zin hết. Máy số thân vỏ keo chỉ zin hết 100%. 100% luôn thôi nhé, nội thất zin. Máy zin, thân vỏ zin, keo chỉ zin. Tư nhân một chủ vẫn zin. Đấy. Con xe màu. Con xe màu màu xám đá rất là đẹp luôn. Tiếp theo là biển Hải Phòng này, Vios đời 2015 với mức giá 279 triệu. Vì sao rẻ thế? Thì con này nó là phiên bản Z động cơ 1.3. Đấy thì em bán mức giá 270. Em đang có hai con màu trắng như này, một con biển 17 Thái Bình nữa. Một con biển 17 Thái Bình. Đấy, bản này gọi là bản thiếu đấy các bác, gọi là bản thiếu đấy. Có thế nào nói như thế, em có thế nào nói như thế các bác nhé. Con xe thì anh em mà muốn quan tâm chiếc nào thì alo trực tiếp hỏi han chi tiết trước đấy. Thì em sẽ giải đáp từng chiếc một nó chuẩn nhất có thể. Chứ nhiều anh em cứ bảo con nào cũng zin đẹp thì bây giờ bán xe thì không nói zin đẹp thì thằng ông nào nó mua đúng không? Ông nào đến mua xem bảo bây giờ ôi con này tai nạn anh em đừng đến nữa, đúng không? Anh em cảm thấy chiếc này nó bình thường thôi, anh em không nên mua. Hay là nói như nào thì anh em vừa lòng, nhiều anh em rất là buồn cười. Đúng không? Bán xe thì bây giờ phải giới thiệu hàng mình, hàng ngon, hàng xịn nhé anh em. Quan tâm thì khả năng ô tô rất là thật lòng. Anh em mà hỏi như nào em trả lời như thế. Hợp lý thì anh em đến, không hợp lý thì anh em đến tham khảo vui chơi. Ok. Đi xem mua xe anh em có thể đi xem vài chỗ đến chỗ em cũng được, hoặc là đến trực tiếp nhà em xem không được thì anh em chỗ xem chỗ khác. Thì cũng rất mong quý tình cảm của bà con các anh chị là lâu dài. Và cũng rất mong mọi người luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng khả năng ô tô. Em trân trọng biết ơn và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kia Forte này em còn nhiều nhé, 209 này, con này thì để cho bà con 209 thôi. Một chủ luôn, biển Hà Nội, tên tư nhân, mang nước sơn màu xanh Chelsea. Chiếc này thì em chào bán tại cửa hàng 298 triệu để cho bà con 29 nhé. Đó là phiên bản số tự động nhé. Tiếp theo là Vios E đời 2015, em để cho bà con 301 thôi. Đấy, có hai mẫu. Chiếc này thì đẹp luôn, máy còn zin nhá các bác nhá. Máy zin luôn. Đeo đèn pha cũng zin này. Đấy, sơn zin rất là nhiều luôn. Không đâm đụng va chạm gì. Xước sát nhẹ thì không tính anh em ạ. Đăng kiểm tháng 4 năm 23. Một chủ tư mới biển Hải Phòng. Đấy, hỗ trợ cho bà con có anh chị tiền hồ sơ. Còn bớt cho bà con độc lá cho bà con nữa. Các bác hãy đến xem xe liên hệ khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 nhá. Chiếc này đã được độ màn hình Android các thứ rồi, đầy đủ hết rồi. Nội thất zin hết này, đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây tiếp theo thì nó là một chiếc Cruise đời 2010 201 rồi. Và chiếc này thì nó động cơ 1.6 nhé. Là số sàn, một chủ từ mới. Giá tiền nó rất là hợp lý với giá tiền nó. Để cho bà con 201 218 triệu anh em ạ. Đây, Avanti đây, số sàn đời 2011. Chiếc này nó phân khúc C và số sàn nó đi rất là bền, tiết kiệm nhiên liệu, nó đẹp hơn Vios E đấy anh em ạ. Đẹp hơn Vios E tội gì mình mua. Con này thì em để cho bà con là 259 triệu có bớt nhé.
Đấy, khó bứt nữa. Avanti số tự động biển 38 này, chiếc này đời 2012. Em chào bán với mức giá là 342 triệu đồng, đúng không? Phiên bản số tự động. Đẹp cũng phải ngang ngửa con biển Hà Nội đấy. Đẹp luôn đấy các bác nhé, nhưng mà biển Hà Nội thì có giá hơn thôi. Con này đời 2012, biển Hà Nội đời 2013. Con này cũng đẹp ngang ngửa luôn. Dòng này đi 10 năm không hỏng, bảo hành cho bà con luôn. Đi 10 năm cho em. Đúng 10 năm luôn, bảo hành. Anh em đi để anh em cố gắng thay dầu, thay máy, thay nước làm mát các thứ chuẩn vào thì nó rất là bền nhé. Ui giờ này Kia Forte nhà em nhiều kinh khủng luôn. Kia Forte số sàn đời 2009 này. À số tự động luôn, con này số tự động nhé. 1.6 em chào bán mức giá 288 triệu, giá quá hợp lý luôn. Xe thì tùy con các bạn, không phải chiếc nào nó cũng đẹp thực sự mà nhấc người đâu. Có con nhấc người thì em bán rất là cao, có con vừa vừa thì bán rất là rẻ đây. Con này bán có 288 mà cũng rất đẹp nhấc người luôn. Đấy, giá rất hợp lý thì anh em mua được hợp lý thì bán hợp lý cho bà con nhé. Vios đời 2011 này. Đấy, 205 triệu biển Hải Phòng đây. Bản Nemo lân kịch nhá, đời 2011, 205 triệu. Còn bớt cho bà con. Đấy, tội gì, còn nhiều sự lựa chọn chơi nhá. Đây, lại Forte tiếp này. Cửa lóc đời 2008, đăng ký lần đầu 2009 này. Forte bản phân khúc C nhà em còn khoảng mười mấy con. Anh em cứ đến đây là mua được xe, biển Thái Bình. Nó đang đúc túi khí phanh ABS đầy đủ, giá tiền rất là hợp lý cho bà con với mức giá là 288 triệu, đời 2008 nhé. Tiếp theo là Cruise đời 2010, em để cho bà con 215 triệu. Anh em alo sớm nhé, 225 để cho bà con 215 thôi. Đấy. Honda Civic đời 2008, 228 để cho bà con 218 triệu báo rút hồ sơ. Một chủ từ mới tư nhân, zin hết các bác nhé, zin cả xe luôn, keo chỉ zin. Máy thì không biết có zin không nhưng mà mình không cam kết đâu vì nó đời sâu rồi. Đời 2008, một chủ từ mới biển Hà Nội. Con dòng này đi Vios gọi là cụ các bác nhé, cụ của Vios đây. Anh em mua con này đi bền hơn Vios rất là nhiều. Mà con căn bản là nó không taxi dịch vụ gì cả các bác nhé. Tư nhân một chủ sử dụng từ đầu đến bây giờ, nó không taxi nên là rất là đẹp mà form dáng nó cũng rất là đẹp. Động cơ 1.8 nhưng mà dòng xe Nhật nó tiết kiệm nhiên liệu chứ nó không tốn xăng như dòng khác các bác nhé. Đây này, nội thất này. Anh em nhìn thấy không? Đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Mua dòng này về tiết kiệm lắm. Đây. Đây anh em là Cruise đây, Cruise này mới đáng mua này các bác này. Cruise đời 2016, một chủ tươi mới sử dụng. Động cơ 1.6 này. Máy zin, thân vỏ zin, keo chỉ zin nhá. Biển Hà Nội. Con này bao test hãng thoải mái, máy zin luôn. Thân vỏ zin hết, không taxi dịch vụ gì. Em chào bán mức giá 328 triệu, có bớt cho bà con nhé. Đấy, Hyundai Avanti, Hyundai Solata đời 2009 nhé. Solata đời 2009 em chào bán mức giá là 228 triệu đồng. Phiên phản số sàn động cơ 1 chấm, dòng này gần 2 chấm các bạn, số sàn thôi. Nhưng mà giá rất hợp lý là 228 triệu. Đấy, cho bà con lựa chọn này. Đây, lại Cruise đây, Cruise này số tự động đời 2015 nhé. Với mức giá là 328 triệu đồng. Em quay nhanh một số con cuối, em quay nhanh tí nhé. À đâu hết rồi, còn rất là nhiều cơ. Ngoài kia ở dưới hai mấy hàng nữa nhưng mà hôm nay sẽ đi ăn nút bạc của anh Trung Kiên Auto kia. Hôm nay anh đã được nút bạc rồi. Em thì may mắn hơn thì được cách đây gần 2 năm. Còn anh em bây giờ mới được nút bạc thì anh em đi làm vài chục mâm các bác nhé. Cruise đời 2015. Chúc xin kính chúc tất cả mọi người luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, thành công, may mắn nhé. Đấy, con màu đỏ này để quay sau cùng đi. Con này thì nó là đời 2017, một chủ tươi mới sử dụng, biển Hải Phòng tư nhân. Và em chào bán mức giá là 368, có bớt profit cho bà con, bao cho bà con sang tên nha. Đấy, con đấy thì 1.2 và nó là phiên bản xe gia đình, số tự động. Như vậy thì em đang vừa review báo giá cho mọi người rất nhiều những mẫu xe gia đình, giá rẻ, giá hợp lý cho bà con. Có ba anh chị nào muốn quan tâm đến hàng loạt những mẫu xe bên em, hãy liên hệ với Khả Năng qua số điện thoại 032 60 62 789. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con, có ba anh chị đã luôn luôn dành tình cảm cho Khả Năng. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.